Chào các em học sinh. Hôm nay là cái bài học chủ đề thứ hai của chúng ta. Chủ đề này nó bắt đầu là từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Chủ đề thứ hai này mang tên là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Đây là một bài học quan trọng của nội dung chương 3. Kiến thức này sẽ có trong bài thi học kỳ 2 của năm học lớp 8. Cũng như kiến thức này sẽ còn lặp lại ở năm học lớp 9 sau. Các em cần phải cố gắng tiếp thu và rèn luyện tốt hơn bằng cách sưu tầm và làm thật nhiều bài tập phần này. Giờ thầy bắt đầu vào phần bài học. Ví dụ thứ nhất, đây là ví dụ sách giáo khoa có. Bài toán này gọi là bài toán cổ. Tôi đọc cái tựa đề của bài toán chung cho mấy em. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn được 36 con, 100 chân chặn. Hỏi có mấy gà, mấy chó. Để giải bài toán này thì ở cấp 1 chúng ta đã có sử dụng những kỹ năng làm toán để tìm ra bằng cách chia số phần, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này lại bằng một kỹ năng khác. Đó là kỹ năng đặt ẩn, lập phương trình và giải quyết bài toán. Thầy chốt cái hướng chính để chúng ta nắm. Với bài toán, thầy tạm gọi là toán đố, như thế này, muốn giải được, trước tiên các em cần phải phân biệt một số những khái niệm chính sau đây. Thứ nhất, đó là đối tượng của bài toán. Cụ thể trong bài toán này, chúng ta có hai đối tượng, đó là gà và chó. Tiếp theo là các đại lượng của bài toán. Cụ thể trong bài toán này, đại lượng là gì? Thì có một cái cơ sở để chúng ta nhận biết được, đó chính là đề bài mô tả những khái niệm mà nó được minh họa bằng con số, thì đó là đại lượng của bài toán. Cụ thể trong bài toán này, đại lượng của bài toán chính là số con và số chân, do đề bài có cho mình là 36 con và 100 chân. Các em lưu ý điều này để chúng ta nhận dạng đại lượng trong các bài tập khác. Có một số bài toán đố khác có thêm một khái niệm thứ ba nữa, đó là giai đoạn của bài toán xảy ra. Điều này sẽ được rõ hơn trong ví dụ thứ hai. Rồi, hãy tiếp tục nội dung. Để giải bài toán này thuận lợi, thông thường người ta hay hệ thống lại đề bài và biểu thị nó trong một bảng gọi là bảng số liệu ban đầu. Các em xem. Trong bảng này gồm có hai cột, hai dòng. Nhất, dòng ngang thứ nhất là mô tả đối tượng gà, dòng thứ hai đối tượng chó. Cột thứ nhất là số con đại lượng, cột thứ hai là đại lượng số chân. Như vậy thì cái ô mà giao nhau giữa dòng và cột chính là cái phần minh họa. Ví dụ, đây là số con gà, rồi số con chó, số chân của số con gà và số chân của số con chó. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đặt ẩn. Bài toán này thầy sẽ gọi ẩn là
cái đề bài nó hỏi mình là số gà số chó, thì mình sẽ đặt ẩn là cái phần đề hỏi cụ thể là phải đặt x là số con gà. Vậy thì là chúng ta sẽ mô tả các cái ô còn lại trong đây, mô tả nó dựa vào cái đề bài và cái dữ liệu x mà mình đặt cho số gà. Nếu gà là x con, vậy thì số chó nó sẽ là bao nhiêu? Thì mình thấy rằng là đề cho mình là vừa gà vừa chó là được 36 con. Như vậy thì nếu có x con gà thì số con chó sẽ là lấy tổng 36 trừ đi x con gà, tức là 36 trừ x con. Tiếp theo, chúng ta biết rằng là một con gà thì có hai chân, do đó cái số chân của x con gà này chúng ta sẽ làm một cái thuật toán tam súc nhỏ nhỏ ha. Và biết ngay một gà có hai chân, như vậy x con gà sẽ là lấy 2 nhân x chân. Tương tự như vậy, số chân của số con chó sẽ là lấy 4 nhân 36 trừ x. Rồi, sau khi giúp ta hệ thống một bảng số liệu như vậy rồi, chúng ta sẽ sang cái phần trình bày bài toán. Chúng ta gọi x mở ngoặc con đóng ngoặc là số con gà mình cần tìm á, đặt cái điều kiện kèm theo luôn. Điều kiện là sao? X là số con gà, vậy thì cái giá trị x mà mình cần tìm á phải là một cái số mà nó phải thỏa mãn được với lại cái giá trị về số con gà. Số con gà chắc chắn phải là một cái số hiện hữu, số dương, cái âm chúng ta có được, vô lý. Và đương nhiên là số con gà phải là một cái số nguyên, chứ không thể nào mà số lẻ được hết. Tập phân không được, số lẻ không được. Như vậy là x phải là thuộc tập hợp số tự nhiên, x thuộc n. Rồi tiếp theo, x đó, chắc chắn phải là số dương, phải lớn hơn 0 không? X phải lớn hơn 0, và x phải nhỏ hơn 36, tại vì tổng số con gà và chó là 36 con. Và nếu vậy số gà phải nhỏ hơn 36 chứ, vậy là mình có x lớn hơn 0, nhỏ hơn 36. Tiếp theo, chúng ta sẽ ghi tiếp lời giải cho các cái ô biểu thị trong bảng số liệu còn lại, ba ô còn lại. Số con chó sẽ là 36 trừ x con, số chân gà là 2x chân, số chân chó là 4 nhân 36 trừ x chân. Chúng ta mô tả lại cái lời giải từ cái bảng số liệu mình thiết lập ban nãy, mình viết lại cụ thể nó như vậy. Lưu ý là các phần mô tả này đều có kèm đơn vị phía sau hết, con và chân, theo lưu ý điều này. Tiếp tục, sau khi mình mô tả các đại lượng ra rồi thì mình sẽ căn cứ vào đề bài cho mình tìm ra một cái mối liên quan giữa các đại lượng. Chắc chắn trong bài toán này còn một mối liên quan mà chúng ta chưa có xài trong đề bài này. Em biết là mối liên quan gì không? Đó chính là tổng số chân gà và chó. Tổng số chân gà và chó là 100 chân. Mình sẽ dùng nó để làm cái phương trình. Để nhắc lại chút, phương trình là một hệ thức biểu thị một cái đẳng thức, là một đẳng thức biểu thị sự bằng nhau của hai biểu thức. Các em nhớ không? Nói tóm gọn lại, phương trình là một đẳng thức mà có chứa biến, có chứa bằng ở giữa nha. Rồi, chúng ta sẽ lấy số chân của số gà cộng số chân của chó bằng 100 nha. Rồi, chúng ta ghi cái đề văn ra là vì tổng số chân gà và chó là 100 chân nên ta có phương trình. Ta có phương trình ra 2x cộng 4 nhân 36 trừ x bằng 100. 2x chính là số chân gà, 4 nhân 36 trừ x chính là số chân chó. Lấy số chân gà cộng số chân chó bằng 100 chân. Đây là cái giá dữ liệu của đề bài cho. Đúng chưa? Rồi, chúng ta giải phương trình này.
giải phương trình ra được kết quả là x bằng 22. Chúng ta đối chiếu với lại cái điều kiện đó là x thuộc n, x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 36. Như vậy thì x bằng 22 thỏa điều kiện. Ta kết luận cái đề bài hỏi. Vậy có 22 con gà và có 36 trừ 22 bằng 14 con chó. Đó chính là cái bài giải của cái bài toán mở đầu này. Em rõ chưa? Rồi. Từ cái bài giải này, từ ví dụ này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập quan sát, thiết lập các bước giải. Cái bước giải chính là cái bước giải từ cái phần ta trình bày lời văn chỗ mà gọi x con là số gà. Ta trình bày từ đó xuống đến cái phần kết luận vậy có 22 con gà và 14 con chó. Phần trình bày là phần đó. Còn cái phần lập bảng chỉ là cái bước đệm ban đầu giúp chúng ta hệ thống đề bài và phân tích để tìm hướng giải thôi. Cái phần bảng đó không bắt buộc trong cái phần trình bày bài toán. Nếu bạn nào mà cảm thấy không tự tin lắm thì lập bảng nó ra, cái bài làm của mình ngoài vở mình làm luôn. Hoặc giả nếu bạn nào mà không muốn lập ngoài vở, lập ngoài nháp cũng được. Hoặc bạn nào cảm thấy tự tin, chúng ta có thể nhớ trong đầu mình cái bảng số liệu đó, không có gì khó khăn cả. Không cần lập bảng trong vở cũng được, chỉ cần trình bày lời giải từ phần gọi x đến phần kết luận vậy là đủ rồi. Và do đó chúng ta chú ý trong cái bài toán bài giải này, chúng ta có cơ bản là ba bước chính. Bước thứ nhất gọi là bước lập phương trình. Trong bước một này chúng ta sẽ có ba ý. Ý thứ nhất, chọn ẩn là cái đại lượng cần tìm. Cụ thể trong bài toán này đề hỏi mình là số con gà và số con chó, thì thầy sẽ chọn x, gọi x là số con gà. Chỉ chọn một cái chứ đâu có hai cái được, chọn cái thôi ha, có một đại phải tìm thôi. Rồi. Chọn ẩn và mình đặt cái điều kiện cho cái giá trị ẩn đó, nó phù hợp với cái ý nghĩa thực tế của cái đại lượng mình đặt. À, điều kiện cụ thể của nó. Tiếp theo, cái ý hai của bước một đó là chúng ta biểu thị các đại lượng chưa biết còn lại theo ẩn. Cụ thể trong bài toán này đó là số con chó là cái đại lượng chưa biết cần biểu thị, số chân gà cũng là đại lượng cần biểu thị, số chân chó cũng là đại lượng cần biểu thị. Ba ý. Tiếp theo, ý thứ ba của bước một đó là chúng ta phải chọn ra một cái mối liên quan giữa các đại lượng của bài toán để chúng ta thiết lập ra cái phương trình. Và đương nhiên cái dữ liệu đó phải là dữ liệu mà chúng ta chưa xài trong bài toán nãy giờ. Bây giờ mình đã lấy ra mình xài nó. Cụ thể bài toán này đó là tổng số chân gà và chó là 100 chân. Đây là cái dữ liệu bài toán mà trong quá trình trình bày ở trên chúng ta chưa sử dụng đến nó. Bây giờ mình dùng nó để mình làm cái phương trình. Phương trình chính là lấy tổng số chân gà cộng tổng số chân chó bằng 100. Đây là phương trình. Toàn bộ từ đầu lời giải tới phần phương trình này là bước 1, gọi là bước lập phương trình. Tiếp theo, bước thứ hai rất cơ bản, đó là bước giải phương trình. Chúng ta giải phương trình này ra tới chỗ x bằng 22, đó là bước thứ hai. Tiếp theo, bước thứ ba là cái bước chúng ta phải đối chiếu cái giá trị tìm được của ẩn với cái điều kiện xem coi có thỏa hay không, rồi chúng ta kết luận. Bước 3 là kêu là cái bước kết luận, trong đó bao gồm cái bước là ý là đối chiếu kết quả với điều kiện rồi trả lời. Đó là ba bước chính trong bài toán đố. Và các em sẽ về nhà xem sách giáo khoa, cụ thể đó nó ghi hết. Thầy không có trình bày ra lên chi nha, thầy nói là các em nghe bước làm bài như vậy thông ví dụ. Nhớ học thuộc cái điều này, bởi vì đây là cái bước giải mà luôn luôn bài toán đố nào cũng phải thực hiện để đủ bước hết á, không có lúc cháy giai đoạn được, không có lúc tắt được. Nếu bạn nào không nắm vững cái thứ tự và bài của nó, chúng ta rất dễ bị sai sót trong quá trình làm bài. Các em chú ý nha, nhớ học thuộc lòng ba bước này.
Rồi, thì qua phần số 3, ví dụ thứ hai. Ví dụ hai này là một ví dụ mô tả về một cái bài toán mà người ta gọi là bài toán chuyển động. Dạng này rất là quen thuộc trong chương trình học của chúng ta. Rồi, đề bài cho như sau. Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50 km/h, rồi từ B quay ngược về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi lẫn về mất 5 giờ 24 phút. Đề hỏi tìm chiều dài quãng đường từ A đến B. Đọc cái đề bài này, các em hãy suy nghĩ xem trong bài toán này đối tượng là gì, đại lượng là gì, và giai đoạn của bài toán có không. Nhắc lại nữa, các em tìm hiểu xem có trong bài toán này đối tượng là gì, các đại lượng là gì, và giai đoạn của bài toán có không. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi, chúng ta sẽ thấy được ngay trong bài toán này đối tượng bài toán chính là người đi xe máy. Đại lượng của bài toán này chính là quãng đường. Quãng đường từ A đến B, cũng như là quãng đường từ B quay về A. Quãng đường, chiều dài của nó, dài sao cho bằng số, đại lượng. Tiếp theo, cái vận tốc đi của cái người này, vận tốc đi từ A đến B 50 km/h, vận tốc đi từ B về A 40 km/h. Đại lượng thứ hai chính là vận tốc. Đại lượng thứ ba chính là thời gian. Thời gian đi từ A đến B, thời gian đi từ B quay về A, tổng thời gian đi cả đi lẫn về 5 giờ 24 phút. Vậy là mình có ba đại lượng là vận tốc, thời gian và quãng đường. Tiếp theo, bài toán này có hai giai đoạn. Giai đoạn đi từ A đến B và giai đoạn đi từ B quay ngược trở về A. Các em quan sát cái bảng. Vận tốc, thời gian, quãng đường. Từ A đến B, từ B về A. Các em lưu ý là trong bài toán này với đại lượng thời gian thì đề cho mình là 5 giờ 24 phút. Đây là một cái số lượng thời gian mà nó không đồng nhất về đơn vị, nó vừa có giờ vừa có phút. Các em chú ý là trước khi chúng ta bắt đầu giải bài toán, các em cần phải đổi đơn vị này cho nó về toàn bộ là giờ. Vậy là đổi cái phần phút này nè thành giờ, phần giờ giữ nguyên. Như vậy là 5 giờ 24 phút chính là 5 giờ cộng thêm cho cái số phút này nè, được đổi là giờ là bao nhiêu, cộng thêm vô nó ra này. Cụ thể thầy trình bày đây, 5 giờ 24 phút bằng 5 cộng cho 24/60 bằng 27/5 giờ. Cái này các em học ở dưới rồi, thầy nói nhiều ha, các em tự ôn lại cái này. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ chọn ẩn. Đề hỏi mình làm gì? Tìm chiều dài quãng đường AB. Như vậy các em sẽ chọn ẩn chính là cái quãng đường từ A tới B. Thầy điền thêm các cái số liệu đề cho vào trong bảng trước. Các em chú ý cái này ha, những cái giá trị nào, đại lượng nào mà đề cho rồi chúng ta điền vào trước, chúng ta điền ẩn sau, nó sẽ dễ hình dung liên hệ cái phần đã biết để mình suy luận cái phần chưa biết nó dễ hơn nha. Rồi, vận tốc từ A đến B 50, vận tốc từ B về A là 40. Điền vào trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ gọi ẩn, chọn x. X chính là cái quãng đường từ A tới B. Vậy thì mình cần cái biểu thị ba cái ô còn lại, đó là thời gian đi từ A tới B ứng với lại vận tốc 50 km/h và cái quãng đường chiều dài là x km này, thì thời gian là bao nhiêu, thấy chưa? Tiếp theo,
cái giai đoạn thứ hai từ B về A chúng ta cũng phải tìm là cái quãng đường là gì theo cái x này là gì đây, rồi thời gian đi từ B về A là gì đây, chúng ta phải tìm ra. Em lưu ý cái này nha. Rồi thầy nhắc các em nhớ thêm một điều nữa là chúng ta đã học công thức liên hệ giữa vận tốc, thời gian với quãng đường rồi. Nếu bạn nào chưa biết thì thầy nhắc lại, các em để ý nháp và ghi vô. Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Nên suy ra vận tốc sẽ bằng quãng đường chia thời gian, hoặc là thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Rồi, thầy đọc lại và viết tắt ký hiệu dễ thấy nha. Quãng đường là S, vận tốc là V, thời gian là T. Thì mình có được là S bằng V nhân T, V bằng S chia T, T bằng S chia V. Rồi, chúng ta điền vô trong cái phần này. Quãng đường từ B về A cũng sẽ là x vuông, vì quãng đường từ A tới B và từ B về A là cùng một quãng đường như nhau cả mà, cho nên chiều dài nó bằng nhau. Nếu từ A đến B là x thì B về A cũng x. Tiếp theo, thời gian đi từ A đến B, thời gian bằng quãng đường chia vận tốc, như vậy là x chia 50. Thời gian từ B về A cũng là quãng đường chia vận tốc, x chia 40. Rồi, đặt số liệu đã xong. Chúng ta sẽ qua phần trình bày lời giải. Các em quan sát lời giải. Thầy vừa mới hiển thị trên màn hình, đó là cái ý 1 của bước 1. Chọn ẩn là đại lượng cần tìm và đặt điều kiện. Tiếp theo, đây là ý 2 của bước 1, biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và đại lượng đã biết. Cụ thể trong bài toán này có ba là có hai đại lượng cần biểu thị, đó là thời gian đi từ A đến B và từ B về A. Tiếp theo cái ý 3, dựa vào mối liên quan giữa các đại lượng lập phương trình. Trong bài toán này chúng ta thấy rằng là tổng thời gian từ A đến B và từ B về A là 27 phần 5 giờ. Do đó chúng ta lấy cái thời gian đi từ A đến B cộng thời gian đi từ B về A sẽ bằng 27 phần 5. Chúng ta vừa xong được cái ý thứ ba của bước 1. Như vậy là suốt từ phần đầu tới đây là chúng ta làm xong bước 1 rồi. Tiếp theo, bước 2 giải phương trình. Kết quả tìm được của ẩn là x bằng 120. Chúng ta nhớ so cái giá trị tìm được của ẩn với điều kiện rồi chúng ta mới trả lời. Vậy quãng đường AB dài 120 km, đây chính là bước 3. Rồi các em có thể tua lại cái video này để các em hiểu hơn về cái phần lời giải này, như cái ý nghĩa của cái bước làm bài mà thầy đã nói. Chúng ta sang cái phần số 4 là bài tập áp dụng. Thầy cho các em bài tập áp dụng, chúng ta cố gắng ta làm ngay tại bây giờ để chúng ta nắm được cái kỹ năng nhận dạng mà thầy đã nói, đó là kỹ năng tìm đối tượng bài toán, các đại lượng của bài toán, các giai đoạn của bài toán. Em cố gắng tìm nha. Chúng ta có 1 phút để suy nghĩ điều này. Để đọc cái đề bài luôn. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 3 mét và tăng chiều rộng 2 mét thì diện tích tăng thêm 48 mét vuông. Tìm chiều dài và chiều rộng ban đầu của khu vườn. Rồi, vậy là rõ ràng ha. Đối tượng chính là khu vườn hình chữ nhật. Đại lượng chính là chiều dài là 1, chiều rộng là 2 và diện tích là 3. Được chưa? Giai đoạn của bài toán có hai giai đoạn, đó là
giai đoạn ban đầu của khu vườn và giai đoạn lúc sau, lúc mình tăng chiều dài và tăng chiều rộng, hai giai đoạn. Thầy sẽ gợi ý các em cái phần này bằng cái bảng số liệu để các em có cơ sở và đối chiếu lại các cái ý thầy hướng dẫn, và các em cố gắng tự mình trình bày lời giải ra, ghi lời giải ra trong vở của mình để chúng ta tự rèn luyện cái này, nhớ nha. Thầy gợi ý cho các em cái bảng số liệu: chiều dài, chiều rộng, diện tích, đó là ba đại lượng chính. Trong bài toán này đối tượng chỉ có một, đó là khu vườn hình chữ nhật, cho nên ở hàng ngang này mình sẽ không cần trình bày đối tượng làm chi, có mình nó ghi làm chi, có mình nó cả cả chiếm bảng luôn ghi làm chi nữa. Cái hàng ngang này mình sẽ ghi cái giai đoạn của bài toán, lúc đầu, lúc sau. Rồi chúng ta sẽ chọn ẩn là đại lượng cần tìm. Các em chú ý là đề hỏi mình là tìm chiều dài và chiều rộng ban đầu, chúng ta sẽ chọn x là một trong hai cái ô ở trên, hoặc là chiều dài ban đầu hoặc là chiều rộng ban đầu. Tuy nhiên chúng ta thấy cái đề bài cho mình là chiều dài gấp đôi chiều rộng, cho nên là chúng ta cần đặt cái ẩn là cái chiều nào để cho biểu thị cái chiều còn lại nó dễ dàng. Thầy sẽ gợi ý đặt x là chiều rộng đi, chiều dài sẽ là 2x và diện tích sẽ là x nhân 2x là 2x mũ 2, 2x bình phương. Chúng ta chú ý là chúng ta phải mô tả cho nó hoàn tất xong giai đoạn 1 rồi hãy qua giai đoạn 2, đừng có mô tả trước sau tùm lum hết trơn, nó không có hay, ý mình nó không có được mạch lạc nha. Tiếp theo, chiều rộng lúc sau, lúc sau là chiều rộng là tăng thêm 2m, vậy là x cộng 2. Tiếp theo, chiều dài tăng 3m, vậy là 2x cộng 3. Và diện tích của khu vườn sẽ là 2x cộng 3 nhân x cộng 2. Diện tích bằng chiều dài nhân chiều rộng, các em nhớ nha. Rồi, cái phần trình bày lời giải chúng ta tự làm trong vở để chúng ta thu kết quả nha. Cố gắng làm để chúng ta nắm được kỹ năng, rèn cho tốt cái này. Trình bày lời giải giống như thầy nói hồi nãy vậy đó. Cái bảng này là cái bảng để mình có cơ sở mình trình bày lời giải ra đó. Rồi, thầy chúc các em học tốt. Chào các em.